chúng tôi lên đây để chúng tôi thi xem giữa President và Ranger White Jack đã được độ rồi nhá. Ranger độ lốp, độ thụt hết rồi nhá. Thì thi đấu với cả President mình chưa độ gì cả. Xem em nào ăn nhá. Anh em ơi, đến đoạn này thì President lại khóc rồi. Cái đoạn này nó leo lên thì leo được, nhưng mà cái đoạn cao các anh em thấy không? Thì cái con President khi không độ thụt ấy thì nó không thể lên được. Tôi nhấp lên lưng chừng nhưng mà nó sẽ bị chạm gầm ngay. Nó bám sát nó bay hết cả bộ gầm vào đấy. Cho nên là rút kinh nghiệm lần trước rồi, lần này không nghịch nữa. Anh em ơi, bây giờ là mắc ở đây rồi. Nói chung là President mà SUV mà vào đường off-road của pickup là hơi phê rồi, qua đây là phê rồi, chạm gầm rồi. Anh em ơi, hôm nay là cay mũi này. Tập phim này anh em phải xem nhá. Con Ranger White Jack đằng sau kìa. Lại dám thách đố với tôi tại trận đồng mô này, là President này, xem off-road như thế nào luôn. Và bây giờ hôm nay cũng chuẩn bị, anh em đang thi đấu ở trên này, cho nên là chúng tôi lên đây để chúng tôi thi xem giữa President và Ranger White Jack đã được độ rồi nhá. Ranger độ lốp, độ thụt hết rồi nhá. Thì thi đấu với cả President chưa độ gì cả. Xem em nào ăn nhá. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lội đi lội lại chỗ này, xong đó lên đường off-road ở trên kia, xem là anh em nào thắng. Anh em ra kèo đi nhá, xem President thắng hay là Ranger White Jack thắng nhá. Yeah, cùng với Phê Phượt thử game này thế nào. Bốc. Anh em ơi, hôm nay là cuộc đua này nó là hơi căng luôn. Bây giờ vừa đua tốc độ, hai xe bắt đầu đua tốc độ với nhau, chạy từ đây ra trên cái đường khu khoằm này để xem là cuối cùng thì xe nào ăn xe nào. Nhưng mà về đoạn đường này thì tôi chả vấn đề gì, tôi chả ngán con đằng sau tí nào luôn. Mặc dù President chưa được độ lốp luôn nhá, xe nguyên bản nhá. Nhưng mà để xem ai ăn ai. Bởi vì nó còn ăn nhau tay lái nữa, chứ không phải mỗi là cái xe được độ đâu, đúng không? Đấy, thì cái game này là hôm trước tôi đã bị quả tai nạn rồi, nhưng mà lần này tôi rút kinh nghiệm rồi, tránh hết được hết. Đấy, đường thì nó cũng hơi có tí hiểm đấy, nhưng mà chạy tốc độ thì chưa biết ai ăn ai. Giờ chạy nhanh như này, anh em thấy không, tốc độ cao luôn, phi dầm dầm luôn. Cùng lắm hôm nay lại phá xe lần nữa, lại đi sửa. Lần trước bảo hiểm bảo là chả hiểu đi kiểu gì. Lần này đi cẩn thận hơn nhiều, nhưng mà rất nhanh luôn, thuộc đường rồi. Trời, anh em ơi, nó có cái chế độ leo núi nhá, anh em leo sướng cực. Chuyển sang chế độ sport ấy, manual ấy, đi số tay ấy. Rồi xem con kia đâu rồi. Anh em ơi, chạy tốc độ cao luôn, President đọ với cả Ranger. Đấy, anh em thấy ông cùng một cung đường nhưng mà chưa biết tay ai ăn ai đâu. Nói chung là nó sóc tung mắt lên, anh em mà xem tập phim này anh em thấy mắt lộn ngược. Nói chung là chịu khó off-road tí, mặc dù là hơi đau cái xe thôi nhưng mà cảm giác thích lắm. Một cảm giác rất chi là sung sướng. Anh em đi thì kinh nghiệm lại là chúng ta vào cũng được đường khó ấy, thì chúng ta có thể chuyển sang manual chạy, cho nên là President cũng không ngán gì Ranger White Jack đâu. Thank you.
anh em phê phượt và anh em thích cảm giác mạnh thôi. Hôm nay hai con này vừa chạy, anh em tôi kéo hết, vít hết chân ga luôn. Vừa trong kia đã đọ nhau về cái đoạn vượt địa hình. Thì tôi thấy với cái địa hình chưa khó lắm thì hai xe bằng được nhau. Nhưng mà đặc biệt ra đến đoạn này ấy, thì anh em chúng tôi rip vòng tròn đây này, rút với tốc độ cao đấy, thì tôi thấy một việc rất quan trọng này này. Con Ranger này khi nó độ thụt lô Robinson lên rồi ấy, mới độ bánh ấy, độ lốp ấy, thì nó vỉa, nó độ cân nó hơn rất nhiều đúng không? Chuẩn luôn. Vào cua nó ôm tốt hơn ảnh tôi luôn. Con này thì chưa độ gì cả, cho nên là ôm cua nó cái độ trả lại bánh ấy, tức là độ thụt rơi xuống nó ăn thua. Cho mấy em này đã độ thụt rồi. Cho nên nếu mà anh em approach ấy, mà đến muốn chơi gấu ấy, thì độ lên như này, còn con này mà độ lên thì không biết độ được không. Tôi về tôi thử thôi. Nhưng mà kết luận lại là nếu mà đã độ lên thụt cao này rồi, nó trả lại lái, nó tính cân bằng lái cực kỳ tốt, là rất là ok. Bây giờ anh em vào trong kia off-road nhá, đường off-road chuyên nghiệp luôn nhá, để trải nghiệm tiếp nhá. Yeah. Anh em ơi, đến đoạn này thì President lại khóc rồi. Cái đoạn này nó leo lên thì leo được, nhưng mà cái đoạn cao anh em thấy không? Thì cái con President khi không độ thụt ấy thì nó không thể lên được. Tôi nhấp lên lưng chừng nhưng mà nó sẽ bị chạm gầm ngay. Nó bám sát cái nó bay hết cả bộ gầm vào đấy. Cho nên là rút kinh nghiệm lần trước rồi, lần này không nghịch nữa. Mà em Ranger ở đây là thắng một keo nhá. Ranger lên được, bọn tôi thua ở chỗ này. Bây giờ bọn tôi chạy thẳng vào trong kia. Đấy, cho nên là anh em phải thấy rằng là đoạn nào cố được cho những đoạn này thì thua rồi. Vào tiếp game sau. Anh em ơi, nhưng mà cái đoạn địa hình mà nó không quá sượng, nó chỉ sóc lên sóc xuống tung cái người lên thôi, thì mà chạy mình cua rip các kiểu ấy, thì nếu mà với trục thẳng mà nó địa hình nó vừa đủ thôi, nó hơi hiểm như này một tí thì President nữa vẫn thắng. Tại vì là với tốc độ động cơ 6 chấm ấy thì nó bóp cho em kia 3.2 là nguội luôn. Thế nhưng mà nó leo hẳn cao lên này thì tôi thua. Nhưng mà vào đoạn này, thế cho nên game này là 2-1. Hiện tại bây giờ là còn game quay ngược về nữa thôi. Thế và hôm nay ấy, tại cái đoạn clip này ấy, thì người lớn nghịch dại, nhưng mà lần này đã có lắp tời của Rendua The White Jack rồi. Nếu mà cần thì cứu hộ con này luôn, cho nên là sẽ lội nước và phi các kiểu. Rất mong là các anh em sẽ ủng hộ độ hâm của anh em chúng tôi ở trên kênh YouTube Phê Phượt và liên tục ủng hộ nhé. Hướng tới cái Việt Nam Camping Festival tại Hồ Đồng Mô, đây là một trong những game chơi mới của chúng tôi. Yeah, yêu tất cả mọi người. Thank you.
anh em ơi, bây giờ nhá, anh em tôi vào đường của VOC để off-road luôn nhá. Tôi chấp con này luôn. Em con này là con Ranger nó độ như này rồi, nó vào trước, còn tôi mang President vào chiến đấu tiếp với nó. Vào. Xe này vào được không? Ra đằng kia chết luôn. Thế à? Đi một tí thì được đúng không? Anh em ơi, bây giờ lại nghịch dại nữa đây này. Quả này chính thức nghịch dại này. Anh em xem cái kết nó như thế nào nhá. Bây giờ đường của VOC nhá. À, tôi vào thử xem là nó như thế nào nhá. Xem là tôi có lại bị cứu hộ không nhá. Để thử phát để cho nó biết nhá. Em ơi, bây giờ là mắc ở đây rồi. Nói chung là President mà SUV mà vào đường off-road của pickup là hơi phê rồi, quạt này là phê rồi, chạm gầm rồi. Rồi, chạm gầm hơi sâu luôn đấy. Bây giờ không biết chui lên kiểu gì. Đấy, nhưng mà tôi sẽ cố lướt qua đoạn này nhá. Để xem nó làm sao nhá. Lên thẳng được đúng không? Ok, rồi lại tiếp tục thử nhá. Muốn xem có chạm gầm đúng nhá. Rồi, President qua được rồi. Cái kết của chúng ta hôm nay có hậu hơn cái kết lần trước rồi. Ơi, tạm biệt anh em nhá. Thoát chết rồi. Thế cũng không thua gì em bán tải mấy đâu, yên tâm đi. Anh em ơi, đây là bãi chiến trường. Tôi xuống đây. Anh em thấy bọn tôi vừa rip quanh đây không? Đường này là đường của một phần của anh em VOC đang làm, nhưng mà tín chúng tôi đang thò sâu quá không được. Nhưng mà tôi chạy cái đường nó như thế này rồi, lồi lõm nó như này luôn, tức là nó không hề đơn giản đâu. Thế nhưng mà tôi phát hiện ra thêm một việc ấy là không vấn đề gì đâu, anh em cứ mang President ra mà phá. Riêng về đoạn đường mà nó không quá hiểm nhá, mà cứ vỉa không này thì 6 chấm vẫn bóp 3 chấm. Nhưng mà về độ thụt thì vẫn thua thật. Nhưng mà hôm nay game chơi đến đây là kết thúc. Riêng độ này thì nếu mà chạy theo đường vỉa không này thôi thì 6 chấm vẫn ăn 3 chấm. Giảm sóc của con này được độ rồi, nhưng con này phá xe một tí, vinh vẫn chơi được. Yeah. Anh em ủng hộ nhá, hôm sau muốn trải nghiệm cùng chúng tôi là lại tiếp tục nhá. Yêu tất cả mọi người. Bye bye. Yeah.